Như tin đã đưa, khoảng 22 giờ 23 phút ngày 16 tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau những nỗ lực chữa cháy của nhiều lực lượng thì đám cháy đã được dập tắt, không để cháy lan. Qua vụ việc cho thấy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và thiết bị, phương tiện tại điểm chữa cháy công cộng ở các tổ dân phố đã phát huy hiệu quả. Thì lúc em ra em thấy lửa bùng lên thì em mới hét lên, em gọi các anh chị ở bên đó chạy ra ngoài, hét lên là cháy để anh chị chạy ra ngoài, và em tiến hành gọi cho bên chữa cháy. Và lửa bén đi rất là nhanh, chỉ trong vòng một phút là nó tỏa hết cái khu vực mà bảng hiệu, và nó rớt những cái tia lửa xuống mấy các cái xe máy ở phía dưới. Ngay khi nghe hô hoán, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở karaoke Lợi Trang 2 đã nhanh chóng kéo dây sang và tiến hành dập lửa, chống cháy lan trong thời gian chờ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới. Thì nó cháy bảng hiệu thôi, thì thấy như vậy rồi kéo ống ở nhà ra dập tắt giùm cho hàng xóm vậy đó, mà với lại khống chế cái nhà sát bên sợ nó cháy lan. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy, 30 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Tại hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức phun nước chữa cháy, khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút triển khai, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt lửa hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.